Liên quan đến ca mắc COVID-19 thứ 35 vừa được công bố vào hôm qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết hiện địa phương đã tiến hành cách ly theo dõi 25 người là người thân trong gia đình và nhân viên cùng làm việc với bệnh nhân này. Ngay sau khi có thông báo về ca mắc COVID-19 thứ 35 là nữ nhân viên làm việc tại siêu thị Điện Máy Xanh trên đường Nguyễn Văn Linh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Đà Nẵng đã công bố lộ trình di chuyển của nữ bệnh nhân này kể từ khi tiếp xúc với hai du khách người Anh vào ngày 4 tháng 3, đồng thời đề nghị người dân chủ động theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra nếu có tiếp xúc gần với bệnh nhân này hoặc đến những địa điểm bệnh nhân đã đến trong thời gian từ ngày 4 đến 10 tháng 3. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố, hiện bệnh nhân số 35 này đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng. Cơ quan Y tế Đà Nẵng đã lập danh sách và cách ly 25 người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân trong gia đình và tại nơi làm việc và xử lý hóa chất tại những khu vực liên quan. Liên quan đến hai bệnh nhân người Anh, hiện 55 trường hợp tiếp xúc gần và 3 trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm. Cơ quan chức năng Đà Nẵng cũng cho biết đến 12 tháng 3, tất cả 119 trường hợp tiếp xúc gần sẽ được cách ly tại cơ sở y tế. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện toàn bộ số người nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố là 102 trường hợp, đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Tính đến ngày 11 tháng 3, tất cả 102 ca nghi ngờ mắc COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2. Hiện tại thành phố còn một ca mắc COVID-19 là bệnh nhân thứ 32, 24 tuổi trở về từ London, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhiệt đới. Trước đó, thành phố có 3 trường hợp mắc bệnh đã được điều trị khỏi hoàn toàn và xuất viện. Ngoài ra, 44 trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh đều đã kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng mắc bệnh. Công tác giám sát người về từ vùng dịch tiếp tục được tăng cường. Hiện có 350 người đang được cách ly tại 3 khu cách ly tập trung của thành phố. 366 người tiếp tục được theo dõi tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện. 586 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.